Tên Roma, tòa thánh kêu gọi bảo vệ công nhân ngành ngư sản, đại diện tòa thánh tại tổ chức lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, đức ông Fernando Arellano kêu gọi bảo vệ các công nhân trong công nghệ đánh cá chống lại mọi hình thức bóc lột. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 7 2018, tại khóa họp thứ 33 từ mùng 9 đến 13 tháng 7 của Ủy ban về đánh cá thuộc tổ chức FAO ở Roma, Đức ông Ariolano nhắc đến những đoạn trong phúc trình của tổ chức này về nạn khai thác ngư phủ với công việc bắp bên và trong nhiều trường hợp họ bị cưỡng bách lao động vì là nạn nhân của nạn buôn người vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng trong lúc công nghệ chuẩn bị và bảo tồn ngư sản liên tục gia tăng thì có nhiều hình thức thuê mướn công nhân không hợp pháp xảy ra họ bị sử dụng không đúng quy tắc phải chịu tình trạng bấp bênh và nhiều khi không được những bảo đảm tối thiểu về mặt xã hội có những công nhân trong ngành đánh cá bị thu dụng qua những thủ tục lường gạt, qua những trung gian vô lương tâm. Các công nhân ấy nhiều khi phải làm việc trong những điều kiện vô nhân đạo, xa cách gia đình quá lâu và phải làm những công việc liên lĩ và nguy hiểm với những hợp đồng giả tạo. Đức ông Ariolano nói, "Chúng ta cần thực hiện những biện pháp đáng khích lệ đã được đề ra để bảo vệ các ngư phủ trong niềm tôn trọng các hiệp ước quốc tế về đánh cá." Theo một nghiên cứu được tổ chức FAO công bố ngày 10 tháng 7 năm 2017, từ nay đến năm 2050, những thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng sản xuất của nhiều hoạt động đánh cá trên biển và cá nước ngọt trên trái đất, tạo nên những hậu quả nặng nề cho các phương thế sinh sống của hàng triệu người, đa số là dân nghèo trên trái đất.